Rồi. Chưa chưa chưa. Đây của khác đấy nhau. Thì lúc mà y khai nó đứng như nào, đứng mà trước khi đánh y khai là như nào, đứng ở chỗ nào, đâu đứng đâu, đứng đi, cứ đứng đi, đứng vào chỗ nào, à rồi sau đó đánh hai cái đúng không, hai cái thì lật ra sao, nhảy lên sao. Nó đang nghiện rượu cũng gần 10 năm nay rồi mà xin tiền một lần xin là ít nhất cũng phải 500 triệu, toàn tiền triệu trở lên không. Nó vừa gõ da là nó đếm từng giây từng phút để có tiền cho nó. Năm 2016 là bà bỏ đi Sài Gòn ở với em một thời gian. Cuối năm 2019 em sắp sanh thì em mới về nhà ở. Cái bữa đó là nó đang nhậu ở đâu á, nó chạy về. Nó hỏi là đưa tiền, nó là trời ơi giờ ở không đâu có làm ra tiền đâu, tiền đâu có. Cái nó em đang ngồi ở sau nhà đó, từ lúc đó em bầu sắp xanh rồi. Xong cái nó mới lấy cây, nó phang em, nó phang mà em đứng dậy em cầm cái ghế em che là cái ghế đó nát luôn.